Chàng trai không chân không tay người Úc Nick Vujicic ngày hôm nay đã trở thành một diễn giả nổi tiếng thế giới. Anh đi khắp nơi để nói chuyện về chủ đề làm thế nào để làm chủ được cuộc sống. Với câu nói nổi tiếng "Tôi là một điều kỳ diệu và bạn cũng là một điều kỳ diệu của cuộc sống", Nick đã giúp cho không ít người tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống bằng cách không bao giờ từ bỏ ước mơ và hoài bão. Nick sẽ đến Việt Nam vào tháng 5 tới đây với cuốn tự truyện "Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng". Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng là cuốn tự truyện thứ hai của Nick được xuất bản tại Mỹ vào ngày 2 tháng 10 năm 2012 và chuyển giao bản quyền cho công ty Chí Việt First News sau đó ít lâu. Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng là những câu chuyện tình yêu đặc biệt đẹp như cổ tích của Nick, cũng như những khát vọng, ước muốn trong cuộc sống, trong công việc. Cuốn tự truyện là những chuỗi cảm xúc của Nick, đó là cảm xúc để vượt qua nỗi cô đơn, khủng hoảng tinh thần, là sự đấu tranh giữa nỗi thất vọng về khuyết tật trong tình yêu và hoài bão. Mỗi câu chuyện là thông điệp sống chạm vào trái tim của nhiều bạn đọc, tiếp thêm nghị lực để có thể sống tiếp và sống có ích. Việc ra mắt cuốn tự truyện thứ hai "Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng" tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là lời động viên, khích lệ để nhiều bạn trẻ Việt Nam cố gắng vượt qua mọi khó khăn, trở ngại trong cuộc sống bằng chính sức mình. Hôm qua anh ấy thì cũng đã học được một bài học cho bản thân mình, đó là không nên từ bỏ những hy vọng, những cái quyết tâm của chính bản thân mình để có thể vượt qua được cái hoàn cảnh gọi là không may mắn hơn người khác. Nick Vujicic sẽ đến Việt Nam từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 26 tháng 5 và sẽ có buổi trò chuyện với 10.000 bạn sinh viên tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, trò chuyện với các trẻ em lang thang cơ nhỡ tại Hà Nội. Nick sẽ có buổi đến thăm và tặng quà cho trẻ em nhiễm chất độc màu da cam tại làng Hòa Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Ban tổ chức kỳ vọng những buổi nói chuyện của anh sẽ đem lại sức lan tỏa mạnh mẽ. Bản thân Nick đã phải tự vượt qua cái sự nghiệt ngã của số phận của mình để sống, để lạc quan và để làm việc. Và Nick đã có thể nói rằng là một cái tấm gương, một cái con người thật, đã truyền đi cái nghị lực sống và cái nguồn cảm hứng cho tất cả các em, trẻ em, đặc biệt là các học sinh. Nick luôn biết truyền cảm hứng đến mọi người từ chính cuộc đời thật của anh. Không may mắn nhưng chưa bao giờ ngưng hy vọng. Cười để vượt qua khó khăn và thách thức, để tìm thấy niềm tin cuộc sống. Cứ thế, chàng trai không tay, không chân, Nick Vujicic đã chạm đến trái tim của nhiều người bằng nghị lực và ý chí. Cuộc sống là không giới hạn, đừng bao giờ từ bỏ khát vọng, bởi giá trị của con người được quyết định bởi cách chúng ta đương đầu với những gì xảy ra. Cách Nick đương đầu với số phận là sống tiếp, sống có ích. Và giờ đây, ý chí và niềm tin ấy luôn được giữ và tiếp nối.